Thưa quý vị, trong quá khứ, thành phố Madrid của Tây Ban Nha đã tham gia đấu thầu đăng cai Thế vận hội 4 lần, trong đó có 3 lần dự thầu liên tiếp nhưng đều không thành công. Lần này, Madrid lấy kinh nghiệm từ Olympic London năm 2012 để hứa hẹn rằng sẽ có nhiều cải tiến. Nếu Madrid trúng thầu thì Thế vận hội 2020 sẽ diễn ra ở hai khu vực chính trong thành phố và một vài khu vực ngoại vi khác dành cho môn chèo thuyền hoặc các trận cầu vòng bảng. Chủ thầu cho biết đã có 27 trên 36 địa điểm đã sẵn sàng, với 6 địa điểm mới đang xây dựng. Sân vận động Olympic ở Madrid cũng đang xây dựng, sức chứa 70.000 người. Những địa điểm mang tính biểu tượng như là sân vận động Bernabeu, sân nhà của Real Madrid sẽ là nơi tổ chức các trận bóng đá. Chúng tôi muốn rút kinh nghiệm từ những đợt Thế vận hội trước. Chúng tôi không bỏ số tiền khổng lồ ra để xây mới nhiều địa điểm làm gì. Thay vào đó, chúng tôi sẽ cải tiến những địa điểm hiện có. Hồ sơ dự thầu còn nhấn mạnh Madrid là một thành phố có kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật ấn tượng. Hệ thống giao thông và truyền thông cũng ổn định. Thông qua Olympic 2020, Tây Ban Nha kỳ vọng kinh tế nước này sẽ phát triển, vực dậy hình ảnh của nước này trong mắt cộng đồng quốc tế. Madrid là một trong ba thành phố tham gia đấu thầu đăng cai Olympic và Paralympic 2020 cùng với hai thành phố là Istanbul và Tokyo.